Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Còn gọi là cây giấy dại, dã vu. Tên khoa học: Alocasia odora, Rosb, C. Cóc, Colocasia macrorhizasot, thuộc họ giấy Araceae. Mô tả cây: giấy là một loại cây mềm cao 0,3 đến 1,4 mét, có thể dài tới 5 mét nhưng phía dưới bò, trên đứng. Dưới đất có thân rễ hình cầu sau phát triển dần thành củ dài, có nhiều đốt ngắn, trên đốt có vảy màu nâu. Lá to hình tim dài 10 đến 50cm, rộng 8 đến 45cm, cuống mẫm dài 15 đến 120cm. Bông mo mang hoa cái ở phía gốc. Hoa đực ở phía trên và tận cùng bằng một đoạn bất thụ. Phần dưới của mo tồn tại xung quanh các quả mọng, hình trứng màu đỏ. Phân bố, thu hái và chế biến. Giấy là một cây mọc hoang ở khắp nơi trong nước ta, thường ưa mọc ở rừng hay nơi ẩm thấp. Còn thấy ở Lào, Campuchia, Hoa Nam Trung Quốc, châu Úc. Người ta thường đào củ ở những cây 2 hay 3 năm trở lên. Đào về rửa sạch đất cát, cắt bỏ rễ con, cạo bỏ vỏ ngoài, phơi khô hay dùng tươi. Khi chế biến thường bị ngứa tay, cần chú ý. Công dụng và liều dùng. Củ giấy chỉ mới thấy dùng làm thuốc trong phạm vi nhân dân. Tài liệu cổ coi củ giấy có vị nhạt, tính hàn, có đại độc, ăn vào gây ngứa trong miệng và cổ họng. Nhân dân thường dùng củ giấy để sát vào nơi bị lá han gây ngứa tấy, còn dùng làm thuốc chữa mụn nhọt, ghẻ, sưng bàn tay, bàn chân. Tại Quảng Tây, Trung Quốc, nhân dân còn dùng uống chữa sốt rét, thủng độc, ngứa lở mà lông rụng hết, phong lại. Ngày uống 10 đến 20 gram. Đơn thuốc có củ giấy. Cao rán mụn nhọt, một củ giấy tươi nặng chừng 80 đến 100 gram, nghệ một củ chừng 60 gram. Củ giấy gọt sạch vỏ, giã nát nhừ cùng với nghệ, sau cho dầu vừng vào nấu dừ, thêm dầu thông và sáp ong vào khuấy cho tan. Để nguội, phết lên giấy dán vào nơi mụn nhọt, nếu mới mọc thường tan, đã mọc rồi có tác dụng hút mủ.